trung tâm Anh ngữ Oxford đã mở ra khóa học tiếng Anh giao tiếp trôi chảy cùng thầy Brian, giúp các bạn có thể giải quyết triệt để những vấn đề các bạn đang gặp phải khi học tiếng Anh. Khi tham gia khóa học tiếng Anh giao tiếp trôi chảy với thầy Brian, các bạn sẽ nhận được 3 giá trị lợi ích sau đây. Giá trị thứ nhất, cam kết đầu ra tiếng Anh trôi chảy. Giá trị thứ hai, nền tảng tiếng Anh vững vàng giúp các bạn luyện thi IELTS trong tương lai. Và giá trị cuối cùng, đó là sau khi tham gia khóa học, các bạn có thể tự tin sử dụng tiếng Anh với cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt, trong tháng 10 này, 5 bạn nhanh tay đăng ký khóa học đầu tiên sẽ được giảm giá 50% học phí. Mọi thông tin chi tiết về khóa học, các bạn vui lòng gọi điện tới hotline hoặc inbox trực tiếp cho fanpage của trung tâm.